Hiệp hành là ơn gọi nguyên thủy của giáo hội. Trong lịch sử, dân Chúa cùng nhau bước đi. Một cuộc xuất hành, một hành trình tiến về nước trời. Giáo hội luôn trên một cuộc hành trình, luôn lữ hành. Những di dân là biểu tượng của giáo hội, và trong cuộc hành trình này, Thiên Chúa hiện diện, Ngài ở cạnh bên, ở giữa dân Ngài. Ngài khước từ nhốt mình trong những đền thờ. Thiên Chúa thích chiếc lều vì Ngài muốn biến mình thành người bạn đồng hành trên đường. Ngài là một Thiên Chúa lữ hành, đi từ lều này sang lều khác. Nhiều di dân trải nghiệm được điều này, họ phó thác bản thân mình cho Ngài. Họ tìm kiếm Ngài trong sự tuyệt vọng của mình. Họ phó thác niềm hy vọng nơi Ngài. Có biết bao kinh thánh, phúc âm, chuỗi mần côi đồng hành với những di dân trên hành trình của họ. Thiên Chúa không chỉ ở giữa họ, mà còn tự nhận mình ở nơi những người nam và nữ trên hành trình xuyên suốt lịch sử của họ. Vì vậy, chúng ta đừng chỉ tôn kính thân thể Chúa Kitô trong đền thờ mà thôi. Vì trên cuộc lữ hành của chúng ta, mọi cuộc gặp gỡ với người khác, đặc biệt nếu họ là những người nghèo, những người di cư đang cần sự giúp đỡ của chúng ta, đều giúp chúng ta gặp được dung nhan Chúa Giê-xu. Come spesso ha ripetuto Papa Francesco, è solo nell'incontro con gli altri che noi siamo capaci di superare i nostri pregiudizi. Nel messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato di quest'anno, Papa Francesco ci ricorda che siamo tutti migranti in cammino verso la vera patria. E allora, perché non provare a fare un pezzo di strada insieme? Organizziamo qualcosa per trovarci e vivere insieme questo momento. Oppure, non so, fermiamoci a pregare. Un momento di preghiera insieme per la nostra famiglia comune. Dio cammina con il suo popolo e noi vogliamo camminare con Lui, facendoci carico dei più vulnerabili, facendoci carico delle persone che fanno fatica a camminare, in modo che nessuno si perda per strada.